Tina mến chào quý ông bà, cô bác và các bạn gần xa. Hôm nay mình bắt đầu đi tới biển Florida Destin cả nhà ơi. Cái video trước mình chia sẻ là cái cầu dài từ New Orleans nối liền với Mississippi. Còn bây giờ là cái cầu dài từ Biloxi nối liền với Pensacola gần biển Destin. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng ngắm cầu dài từ ở Biloxi đến Pensacola với mình ha. Coi cái cầu dài này nó khoảng cách bao lâu, bao xa ha. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ những cái khung cảnh biển của Destin và những cái quán ăn và khách sạn nó như thế nào. Thì các bạn nào mà đến cái biển Florida Destin mà bỡ ngỡ không biết thì mình sẽ coi cái video này rồi mình sẽ tìm hiểu thêm và chi tiết thêm nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ngắm cầu dài nha, coi nó bao xa nha các bạn. Hôm nay biển đẹp quá ha. Rồi bây giờ mình đi vô cái cầu hầm nha các bạn. Cầu hầm này mình đi xuyên qua biển luôn nè. Cái cầu hầm này nó cũng giống như cầu Thủ Thiêm, từ Thủ Thiêm qua quận 2 vậy đó các bạn. Bây giờ mình ngắm cầu hầm này coi nó bao xa, cái nó dài như thế nào nha. Giống như cầu Thủ Thiêm vậy. Giống như cầu Thủ Thiêm đi qua quận 2 Florida. Welcome Florida. Đằng kia có cái cổng rồi. Đó. Đẹp không? Rồi, mình đã bước vào ranh giới của Florida Destin ha. Thì ngay chỗ này là cái chỗ nhà nghỉ để vệ sinh và chụp vài tấm hình để lưu niệm trước khi mình đến vùng biển của Destin Florida này cả nhà. Đây là cái bảng ha. Bản hình tượng để mình biết đến cái Florida Destin ha. Có mấy cô người Tây đang chụp hình sống ảo nè. Đó, cái bản ha, cái bản là Welcome Florida. Đây là xung quanh cái nhà vệ sinh nha. Rất là đẹp ha, có những cây dừa kiển, khung cảnh rất là thiên nhiên hữu tình luôn. Đúng là bước tới Florida là rất là nhiều cây dừa luôn ha. Ở bên trong đó là nhà vệ sinh, với để mình lấy những cái quán, cái tiệm, cái nơi mình đến à. Có những nơi giải trí. Có những nơi giải trí để mình tìm, giống như mình kia tìm hiểu ở Florida đó cả nhà. Đó, mình vừa qua ranh giới của Florida là mình thấy biểu tượng có nhiều cây dừa là biết tới vùng biển ra ha. Rất là đẹp luôn. Hai cô này đang làm người mẫu nè, để sống ảo chụp hình nè. Rồi bây giờ mình đi thôi, đi tới biển Florida nha, rồi mình sẽ quay tiếp nha cả nhà.
Rồi, gia đình mình tới biển Florida rồi cả nhà ơi, biển Destin rồi. Đây là cái khách sạn của gia đình mình ở ha. Mình có thể mình đi bộ xuống dưới biển, là cái biển ở dưới đó. Rồi, đây là khách sạn của mình ở ha. Mình book tận ngày quá, mình book trong vòng có mấy ngày là mình đi à, cho nên mình book được cái condo mà mình book được cái khách sạn ha, cái tên của khách sạn nè. Rồi, bây giờ đây là khách sạn của mình ha. Rồi bây giờ gia đình mình chuẩn bị bưng đồ vô xe vô khách sạn thôi. Rồi bây giờ mình đi vô bên trong mình review khách sạn cho cả nhà xem ha. Khách sạn của mình ở tên là La Quista nha các bạn, La Quista, La Quista ha. Rồi bây giờ mình đi vô bên trong nha. Ở đây là khách sạn của gia đình mình book nè. Ở dưới kia là biển nha, mình có thể mình đi bộ xuống dưới đó là biển. Rồi bây giờ mình đi vô trong mình coi phòng để mình review tiếp tục cho cả nhà xem ha. Khách sạn cũng rộng lớn mà sạch sẽ lắm cả nhà. Rồi bây giờ mình đi vô bên trong. Đây, đây là cái đường đi vô khách sạn ha. Của mình là lầu 3. Phòng của mình là 316. Thì bây giờ mình quẹo trái. Rồi mình đi nè. Khách sạn ở bên trong cũng sạch sẽ mà sáng sủa đẹp ha cả nhà. Bây giờ gia đình mình tới đây cũng đã tối rồi. Con mình thì nó đang đẩy đồ vô. Rồi tới cái phòng của mình rồi, mình sẽ mở cửa vào bên trong nha. Thì đây là cái phòng của mình đây. Bước vô bên phải là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh mở đèn lên. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Đó, rất là sạch sẽ ha. Tiên là có vài cái khăn. Đây là cái bồn tắm của mình ha. Rồi mình đi ra mình quay ở phòng ngủ của mình nha. Đây là cái tủ có vài cái móc, có bàn ủi để mình ủi đồ ha, và mình để những cái đồ vật dụng của mình ở trong cái tủ này. Đây mình bốc phòng hai giường. Đây, đây là cái hai giường của mình ha, rất là đẹp luôn. Tới đây cũng tối rồi cả nhà ơi, cả nhà cũng thông cảm ha. À, có cái ghế salon, máy lạnh, có cái bàn để mình làm việc ha. Đây là cái lò vi sóng, lò vi sóng ha, và tủ lạnh. Tủ lạnh thì không có gì hết, mình đi mua đồ gì mình để vô. Và những cái tủ đựng quần áo, mấy cái ly và cái khắp để đựng nước đá và cái tivi. Rồi đây là cái phòng ở Florida Destin của gia đình mình ha, rất là đẹp luôn. Nói chung là cũng ok đối với gia đình của mình. Thì cái giá 4 ngày 4 đêm ha, 960 đô. Rồi bây giờ mình sẽ soạn rồi cái mình đi tắm rồi mình đi ăn thôi cả nhà ơi. Rồi mình quay tiếp tục cho cả nhà xem ha. Đây là phía trên lầu 3 dòm xuống ở ngoài đường nè cả nhà. Ở trong đây nó cho mình được một hộp giấy ha, một hộp giấy và xà bông và lotion và cái chai dầu xả ha, và những cái bịch lì mu mỹ phẩm đó, khăn giấy và hai cái giấy, hai cái bịch để mình lì mu cái phấn son mình đánh trên mặt đó cả nhà, và xà bông cục để mình tắm, và mấy bịch cà phê và mấy cái ly để mình pha cà phê mình uống. Những cái này là mình đều không trả tiền nha, nó tính tiền trong cái mình mướn khách sạn hết rồi đó cả nhà. Đó. Rồi rất là sạch sẽ ha, thì ngay biển luôn.
Rồi bây giờ gia đình mình đi ăn thôi. Ngay cái phòng mình ở đó cả nhà, nó có cái tủ nước đá nè. Nước đá này hoàn toàn mình đến đây mình lấy là không cần trả tiền ha. Và cái tủ nước ngọt, nước ngọt thì mình phải trả tiền. Nếu mà mình muốn mua thì mình phải bỏ tiền vô trong cái tủ này ha. Ba không biết bao nhiêu tiền ha, 2 đồng cho một chai nước. Rồi mình đi ăn thôi. Hello. Đây đây là chỗ trong khách sạn ha, nó có cái máy chạy bộ nè, máy tập thể dục nè cho đàn ông và phụ nữ thanh niên, phòng tập gym ha. Đó, ở trong khách sạn nha mọi người. Sáng sớm thì mình ngủ dậy, mình thức dậy mình tập thể dục cho nó khỏe rồi cái mình đi chơi ha, đi tắm biển câu cá tùy thích nha. Rồi mình đi ra thời cái này là mình đi xuống hồ bơi nè cả nhà. Đó, mình đi ra mình mở cửa ha, anh xã mình có chìa khóa mình mở cửa ra hồ bơi được. Đây hồ bơi của nó đây. Cửa nào đi vô vậy? Hồ bơi cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn gì lắm ha. Đây đây là hồ bơi của khách sạn nha. Độ sâu 3 feet, 4 feet, 5 feet. Ở đằng đây thì 5, chính giữa là 4, ở bên trong là 3 feet nha. À, nói chung nó cũng nhỏ gọn chứ nó không có lớn lắm. Đây là hồ bơi của khách sạn nha cả nhà. Rồi bây giờ gia đình mình chuẩn bị đi ăn. Đây là buổi ăn sáng của khách sạn ngày đầu tiên của gia đình Tina tới nha mọi người ơi. Cái này là nướng bánh nè, nướng bánh để ăn sáng. Đó là cà phê nè. À, cái đổ bột nè. Đây là đổ bột để nướng bánh nè. Bột nhiều ít nè. Xả mình đang đổ nè, rồi nước. Cái này là cái thau bột nha. Bên đây là cà phê, đường, sữa, ly khắp. Loại cà phê thơm dễ sợ luôn cả nhà ơi. Nước cam. Ra là ăn sáng ở bên Mỹ nha. Bên đây là đồ ăn chuối. Cái bánh tiêu của Mỹ là donut. Mình muốn ăn bánh mì thì mình ăn, còn mình muốn ăn bánh donut thì mình ăn. Khi nào thì ăn bánh mì nướng, mình ăn nướng. Bánh bông lan. Ở đây có trứng bằm, trứng và thịt để mình kèm ăn bánh mì. Đây là bánh tét của mì. Đây là những loại mình ăn với sữa. Đây có nhiều cua. Đây là những loại dĩa giấy, chén giấy mình để mình ăn. Lò với sống. À, đây là khách sạn của mình ở Destin ha.
ở đó là cái cửa đi vô, hồi tối mình tới tối quá mình không quay, giờ sáng mình quay sơ cho cả nhà xem ha. Đây là chỗ ăn sáng nha. Rồi mình tạm dừng để mình ăn sáng nha mọi người. Đây là cái bánh mình anh xã mình mới nướng nha mọi người, nướng ăn nó ngon, nó giòn, nó thơm lắm. Và cái phần ăn sáng của mình chỉ có mấy miếng, hai miếng thịt với miếng trứng với mì thôi, chi khác gì thôi. Rồi mình mời mọi người nha.